Chào mọi người, mình là Cát Thanh và hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người một cuốn sách có tên là Khu vườn mùa hạ của Kasumi Yamamoto. Thì đây là cuốn tiểu thuyết đã từng được đề cử giải thưởng Bát Mặt Thứ Nhất Đức năm 1996 tại đoạt giải Boston Globe Horn Award năm 1997. Thì Khu vườn mùa hạ là câu chuyện kể về ba đứa trẻ học sinh lớp 6, Kiyama, Yamashita và Wakabe. Và mùa hè năm đó, khi mà nghe tin bạn của Yamashita vừa mất, và nghiêm nhiên Yamashita trở thành đứa trẻ đầu tiên trong cả ba đứa được nhìn thấy người chết. Và điều này đối với Wakabe thì rất là không công bằng. Chính vì thế, cậu nhanh nhỏ này ra ý tưởng làm thám tử và lôi kéo hai người bạn của mình cùng tham gia. Ba đứa quyết định sẽ theo dõi ông cụ mà chúng cho là đã chết, hoặc chí ít là sắp chết sau một căn nhà tồi tàn biệt lập ở nơi cuối phố. Thế nhưng trái ngược với phong độ của bọn trẻ thì ông cụ lại chẳng có vẻ gì là sắp chết cả. Trái ngược lại, kế hoạch làm thám tử của chúng lại bị ông cụ phát hiện và thế là kế hoạch thất bại. Những tưởng câu chuyện chỉ đến thế là xong, thế nhưng trong suốt quá trình làm thám tử ấy, bọn trẻ lại vô tình có thêm cho một người bạn mà suốt cả câu chuyện mà chẳng hề được nêu tên. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà ba đứa trẻ kết bạn với người lớn, và tình bạn kỳ lạ giữa một bọn trẻ và ông cụ là mối quan hệ bình đẳng theo đúng nghĩa. Ba đứa giúp ông vứt rác, giúp ông giặt và phơi đồ, sửa chữa nhà cửa, chăm sóc vườn hoa, và đổi lại ông cụ dạy chúng cách gọt lê, dạy chúng học chữ Hán, kể chúng nghe những câu chuyện về lịch sử và thời chiến mà ông cụ đã từng đi qua. Bọn trẻ được học cách làm việc chăm chỉ, yêu thương gia đình và trên hết học được rằng vỉa già đi còn luôn xuống mặc như nấm nhăn cũng có ý nghĩa không kém. Và cả đối với cả ông cụ, từ một người vốn sống khép kín, một người vốn chỉ sống cho qua ngày chờ đợi cái chết, giờ đây cũng đã thay đổi. Ông cùng bọn trẻ giặt hết đống quần áo, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thực phẩm tươi, nhổ cỏ và trồng cả vườn hoa. Bốn người họ đã cùng nhau thắp sáng mùa hè năm đó bằng cách dành thời gian cho nhau, chỉ bảo nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng vào mùa hè đó, ác hẳn ba đứa trẻ sẽ không nào quên được cái đêm bắn pháo hoa tự chế cùng với ông cụ. Những con khách rực rỡ của đoàn người thì cũng như pháo hoa vậy, chúng tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời nhưng rồi cũng vụt tắt, và chúng ta cứ luôn muốn níu kéo những khoảnh khắc đẹp đẽ tươi nhắn người ơi. Rồi mùa hè cứ thế trôi qua, nhường chỗ cho mùa thu đến, khi mà ba đứa trẻ trở về từ trại hè của câu lạc bộ bóng đá với biết bao nhiêu câu chuyện muốn kể cho ông cụ nghe về câu chuyện và trận thi đấu của chúng, chuyện ngủ trọ trong kho làm tương, chuyện ma bà cụ hay kể, hay là về lần đánh nhau to đầu tiên của chúng. Thế nhưng ông cụ đã chẳng thể nào nghe được những câu chuyện đó nữa rồi. Khu vườn hoa cúc canh cuốn của chúng và ông cụ cùng trồng bây giờ đã nở rộ. Thế nhưng ông cụ đã ra đi lặng lẽ và âm thầm. Đó là lần đầu tiên cả đám hiểu được thấm thía thế nào là cảm giác mất đi người thân. Tình thân giữa bọn trẻ và ông cụ chẳng phải là tình cảm huyết thống, nhưng tình cảm đó là ấm áp nên không nguôi. Thắc mắc về cái chết của bọn trẻ bây giờ cũng được giải đáp, và chúng chẳng còn sợ thế giới bên kia như trước nữa, vì ở đó đã có người bạn đồng hành luôn luôn dõi theo chúng, dẫn chúng trên con đường trưởng thành và luôn chờ đợi chúng ở phía trước.